Nói chung là 54 vụ này cái miếng nào cũng giống miếng nào các bạn ơi. Dùng này rất cũng đỡ hơn cái dùng mình quay lúc trước ha. Cắt được khoảng 12, 13, 14 bao rồi. Máy đang chạy lên. Miếng này cắt chắc không biết được là công như bao đó các bạn, tại vì tùm lum chỗ hết trơn, một chủ mà nhiều chỗ á. Còn hai ba khu nữa chưa cắt các bạn, mình ra là bao gom đi chung ngành ra là không có kiểm được. Thì nhấm nhấm khoảng 13 bao thôi miếng này. Máy này máy 105X của anh Cường ở bên Cơ Ma nha các bạn. Anh có hai cây, cây đang cắt trên kia còn cây đang cắt miếng này ở sau hông chợ, sau hông chợ Ma. Làm nữa xong luôn rồi. Không có miếng nào đỡ đâu hả? 54 cũng cũng y gan nhau hết trơn hả? 600 ngoài hả? Dạ. Mình bán được giá nhiêu chú? Lấy cộng công nhiêu, lấy cộng công 300 không? Không có trăm hả? Rồi luôn, không có 100 ngàn là giờ bẻ trẻ rồi mình cũng chịu luôn. Không có bẻ trẻ mà xin bớt nhiều á. Quá trời này vàng bông cũng đỡ hả? Không 100 ngàn à? Mày thấy cũng đỡ mà chú, cặp giường này chính giữa được hay gì không? Dạ. Yeah. Chưa biết là cân được giá bao nhiêu luôn các bạn. Rồi cái máy đang chạy lên, quay cái máy xíu rồi mình tiếp tập trò chuyện với anh chú. Nói chung là cái giống này mình cũng không có hỏi kinh nghiệm làm ruộng chi các bạn ơi. Trăm lẻ năm mà chạy miếng đất này hãy thấy nó kẹt trên đầu trên nó cũng bị chấp lầy đúng không ạ? Miếng này cả 14, 15 bao không chú? Chi phí vụ này mình hết công triệu mấy không chứ hơn triệu à? Phần lên giá quá trời. Phần lên thuốc kéo giá theo luôn. Đây có máy đang cắt luôn nha mọi người. Rồi, bên đây thì dàn lúa 54 51 ha, 54 51. Thấy nó đỡ hơn 504 các bạn. Dàn lá đẹp, con bông cũng đỡ lép. Ít bị nhịn vé ha. Hơi cỏ. Nói chung là quay máy cắt chỉ quay gì thôi các bạn ơi. Nói chung là không có nhiều cái chủ ruộng không có rảnh là để mà tâm sự với mình.
quay máy cắt chạy rồi thu hoạch lúa như thế nào nào cho bà con biết thôi, chứ nói chung là cũng không có nhiều điều gì hay, chứ không phải là clip nào hay mình mới đăng lên được các bạn. Máy cắt lúa thu hoạch lúa gì có vậy thôi nha mọi người. À, nhầm bạn đăng lên là nhầm bạn nói chuyện mà có gì cũng quay đăng lên này kia mất công lắm. Chạy đi rồi. Đá bồn luôn các bạn ơi.
chú ruộng có chỉ nhưng mà anh này anh chạy qua luôn các bạn. Chú ruộng có chỉ nhưng mà anh chạy qua luôn, tưởng nó qua được, bây giờ nó sợ nó bị dính lại các bạn ơi. Rồi chắc qua được. 100 này nó vườn hay lắm.